ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay, ngày 4 tháng 3 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Bitcoin trở lại mốc 50.000 đô la Mỹ trên một đồng. Sau Tết, bất động sản nghỉ dưỡng chờ thời cơ bứt phá. Bất động sản phía Tây Hà Nội, cơ hội vàng đầu tư trong năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục dự án bất động sản còn 11 tháng. Đà Nẵng muốn làm tàu điện ngầm khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Củ Chi kiến nghị chuyển đổi 17.000 ha đất nông nghiệp sang chức năng khác. Hưng Yên mở rộng diện tích khu công nghiệp phố Nối A. Thưa quý vị, sau nhiều ngày điều chỉnh, giá Bitcoin trở lại mức là 50.000 đô la Mỹ trên một đồng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc lãi suất trái phiếu của Mỹ phục hồi có thể cản đà tăng của Bitcoin. Giá Bitcoin bật tăng sau nhiều ngày điều chỉnh giảm. Theo dữ liệu của CoinDesk tối ngày 3 tháng 3, theo giờ Việt Nam, đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới lấy lại mốc giá 50.000 đô la Mỹ một đồng và có thời điểm đạt 52.537 đô la Mỹ trên một đồng. So với mức thấp nhất trong vòng 24 giờ, giá Bitcoin đã tăng hơn 10%. Đà tăng giúp giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 950 tỷ đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay, đồng tiền này tăng giá trị gần 75%. Mới đây, tỷ phú Mỹ Dan Loeb tiết lộ đang lao sâu vào tiền mã hóa. Doanh nhân này là nhà sáng lập quỹ phòng hộ Third Point ở New York. Ông sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Các chiến lược gia tại Citigroup cũng khẳng định Bitcoin có những lợi thế so với hệ thống thanh toán toàn cầu. Bitcoin có thể trở thành công cụ thanh toán trong thương mại quốc tế vào vài năm tới. Nhóm chuyên gia Citigroup dẫn đầu là nhà chiến lược Kellen Bury dự báo. Tuy nhiên, theo ông Matthew Diff, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của quỹ Stack Fund, Bitcoin khó trở lại ngưỡng cao kỷ lục nếu lãi suất trái phiếu Mỹ duy trì đà tăng, tạo áp lực lên các thị trường rủi ro khác. Sau Tết, dòng tiền đang hướng mạnh vào thị trường bất động sản như một kênh trú ẩn an toàn. Hiện cả doanh nghiệp và nhà đầu tư đã lên dây cót sẵn sàng cho cuộc đua mới sau khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã trải qua thời gian dài lắng đọng. Bất động sản nghỉ dưỡng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, trong khó khăn luôn xuất hiện những cơ hội lớn, thậm chí mang tính đổi đời. Theo các chuyên gia kinh tế, có 3 lực đẩy cho sự hồi phục của bất động sản nghỉ dưỡng 2021. Một là các bộ ngành và chính quyền địa phương đang thay đổi, điều tiết để cung cầu hợp lý hơn, có tính quy hoạch cao hơn. Hạ tầng tiếp tục được chú trọng phát triển thông qua hoạt động đầu tư công, một trong những động lực chính nhằm phục hồi nền kinh tế. Hai là ngành du lịch Việt Nam đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hiện đóng góp khoảng 9,2% GDP và có thể lên đến 12-14% GDP vào 2025 như chiến lược phát triển du lịch mà Thủ tướng đã ban hành hồi đầu năm 2020. Những khó khăn trong năm 2020 chỉ mang tính tạm thời. Ba là trong và sau dịch bệnh, hoạt động du lịch sẽ được phục hồi mạnh mẽ theo hình chữ V, trong khi xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ hai, second home, ngày càng trở nên phổ biến. Sự bứt phá của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2021 là triển vọng tất yếu được nhiều chuyên gia dự đoán. Trong số các thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam, Nha Trang được dự báo sẽ trỗi dậy mạnh mẽ nhất bởi vì thậm chí ngay trong đại dịch Covid-19, theo thống kê mới nhất của Agoda, Nha Trang đã đánh bật Đà Nẵng để trở thành điểm đến được yêu thích nhất của khách du lịch nội địa trong năm 2020. Thưa quý vị, trong các khu vực quanh nội đô thì thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội với sự hiện diện của hàng loạt dự án tầm cỡ đang được dự đoán là cơ hội vàng cho nhà đầu tư nhờ sự thuận lợi về mặt hạ tầng giao thông hoàn thiện. Thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội đang trong giai đoạn bùng nổ vì được cộng hưởng từ sự phát triển của hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội cùng hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng. Điều này lý giải tại sao nhiều dự án bất động sản tại đây khi vừa ra mắt đã trở thành cơn sốt của thị trường. Cứ theo quy luật, hệ thống đường giao thông phát triển ở đâu thì ở đó có cơ sở để đón đầu hạ tầng phát triển bất động sản. Việc quy hoạch mở rộng các tuyến đường huyết mạch khu vực phía Tây Hà Nội đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản phát triển, mang đến nhiều cơ hội lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư và khách hàng.
Theo quy hoạch, đến năm 2025, phía Tây sẽ trở thành trung tâm trí thức và công nghệ cao của Hà Nội. Với chính sách mở rộng các tuyến đường giao thông, tăng khả năng kết nối, phía Tây Hà Nội ngày càng thu hút đầu tư cũng như được lòng khách hàng. Chính vì thế, bất động sản tại phía Tây luôn có sức hút đối với những người tìm một nơi để an cư lạc nghiệp hay những nhà đầu tư thông thái, tụ hội nhiều yếu tố đáng mơ ước của giới bất động sản, chọn lựa sở hữu một dự án tại phía Tây Hà Nội là một sự đầu tư khôn ngoan. Đặc biệt, thị trường bất động sản khu vực phía Tây đang nóng lên từng ngày với sự xuất hiện của hàng loạt các dự án lớn. Đây sẽ là mảnh đất lý tưởng và là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo chính quyền thành phố với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản năm 2021. Theo đó, lãnh đạo Hồ Chí Minh đã quyết định sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục dự án bất động sản còn 11 tháng. Tại hội nghị này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất quy trình đầu tư xây dựng đối với những dự án nhà ở thương mại gồm 4 bước với tổng thời gian là 215 ngày làm việc, tương đương với 11 tháng. Bước 1, thẩm định và phê duyệt thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư, 35 ngày, chủ trì là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500, theo quy định của luật quy hoạch đô thị, 40 ngày, chủ trì là Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban Nhân dân các quận huyện. Bước 3, lập thủ tục giao thuê đất, 20 ngày, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, 15 ngày, theo quy định của luật đất đai 2013, chủ trì là Sở Tài nguyên Môi trường. Bước 4, thực hiện các thủ tục chấp thuận đầu tư, 35 ngày, thẩm định thiết kế cơ sở, 20 ngày và cấp phép xây dựng, 20 ngày. Chủ trì là Sở Xây dựng, đồng thời với thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất 45 ngày, chủ trì là Sở Tài nguyên Môi trường. Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, có thể tích hợp theo phương thức thực hiện song song, đồng thời một số thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính hơn nữa. Từ phía doanh nghiệp, để hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án, tiến hành triển khai xây dựng phải mất cả ngàn ngày thì nay đã giảm tới 40% thời gian. Thời gian làm thủ tục dự án đã rút ngắn xuống 11 tháng nhưng doanh nghiệp vẫn lo ngại vướng mắc có thể kéo dài. Khoảng thời gian trao đổi văn bản phối hợp sở ngành với các quận huyện không thể dự trù được. Ví dụ khi gặp một vướng mắc, sở chủ trì phải gửi văn bản lấy ý kiến từ các sở ngành, quận huyện cũng phải mất thời gian sơ sơ từ 3 đến 6 tháng. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2020-2025 với 57 dự án ở 9 lĩnh vực giai đoạn 2020-2025. Trong đó, Đà Nẵng kêu gọi đầu tư là 54.500 tỷ đồng, hình thức đầu tư PPP, đối tác công tư để xây dựng hai hệ thống tàu điện ngầm, hệ thống xe điện bánh sát tramway. Dự án gồm trục Đông Tây kết nối từ Nam Ô 1, quận Liên Chiểu đi qua trung tâm thành phố, quận Thanh Khê và Hải Châu đến khu biển Mỹ Khê, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, nối trực tiếp với cả trục đông của giao thông công cộng thành phố.
trục thứ hai là tuyến Nam Bắc kết nối vào khu Sơn Trà Tịnh Viên, bán đảo Sơn Trà, khu lân cận sân bay quận Hải Châu đến khu Khê Trung, quận Cẩm Lệ. Ngoài ra, Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi nguồn vốn từ 7.490 đến 14.990 tỷ đồng để xây dựng dự án tàu điện kết nối thành phố với phố cổ Hội An, Quảng Nam. Dự án này đã đưa vào quy hoạch chung mạng lưới tuyến vận tải công cộng để làm cơ sở triển khai và đề xuất bố trí vốn. Một dự án khác là đường hầm qua sân bay Đà Nẵng dài khoảng 3,7 km với đường hầm là 2,48 km, quy mô 6 làn xe và xây dựng các nhánh kết nối với khu đô thị phía đông sân bay Đà Nẵng. Nguồn vốn cần là 8.228 tỷ đồng từ ngân sách của thành phố, PPP và vốn ODA. Khi làm đường hầm qua sân bay, thành phố sẽ mở rộng đường Lê Trọng Tấn, Trưng Nữ Vương tới nút giao tới đường Duy Tân, quy mô lần lượt là 27,5 và 32 m, cải tạo nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, Duy Tân bằng các nút giao. Cải tạo nút giao giữa đường Lê Trọng Tấn và đường Trường Chinh, xây cầu vượt dọc trên đường Trường Chinh với chiều dài cầu là 211 m, quy mô 2 làn xe. Đà Nẵng cũng kêu gọi đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, trong đó nhà nước đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung, tư nhân đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng xây dựng một bến container và một bến hàng tổng hợp, đảm bảo khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn, tàu container sức chứa từ 6.000 đến 8.000 TEU, lượng hàng thông qua là 3,5 đến 5 triệu tấn trên một năm. Mới đây, huyện Củ Chi đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chung của huyện giai đoạn 2021-2030 theo hướng chuyển đổi 17.000 ha đất nông nghiệp sang chức năng khác và điều chỉnh quy mô dân số huyện đến năm 2030 là 1,5 triệu dân. Theo Ủy ban dân huyện Củ Chi, năm 2020, huyện thực hiện đạt 15 trên 20 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Năm 2021, huyện phấn đấu thực hiện 20 chỉ tiêu, gồm 4 chỉ tiêu về kinh tế, 4 chỉ tiêu về môi trường đô thị, 13 chỉ tiêu về xã hội. Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, trong công tác quy hoạch, huyện Củ Chi kiến nghị Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành liên quan sớm ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện để Ủy ban nhân dân huyện triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Trong đó, huyện Củ Chi đề nghị thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chung của huyện giai đoạn 2021-2030 theo hướng chuyển đổi 17.000 ha đất nông nghiệp sang chức năng khác và điều chỉnh quy mô dân số huyện đến năm 2030 là 1,5 triệu dân. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh tính chất quy hoạch của 10 phân khu ven sông Sài Gòn từ khu công nghiệp sinh thái nhà vườn sang khu đô thị sinh thái và tăng chỉ tiêu số dân khu vực này lên 200.000 dân, tăng mật độ xây dựng từ 35 đến 40% để thu hút đầu tư. Trong công tác cấp phép xây dựng, huyện Củ Chi kiến nghị sớm hoàn chỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh và trình phê duyệt người dân để được chuyển mục đích và xây dựng nhà ở. Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha. Dự án trên do Công ty Quản lý Khai thác Khu Công nghiệp Phố Nối A làm chủ đầu tư, được thực hiện tại xã Minh Hải, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn đầu tư là 1.082 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Công ty Phố Nối A là 217 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan, tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, đảm bảo tỷ lệ sử dụng đất của dự án phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng và môi trường, cam kết đảm bảo góp đủ số vốn để chủ sở hữu thực hiện dự án, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. We'll be right back.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mix Group Việt Nam và Công ty Cổ phần ATM Lucky Việt Nam. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email bantap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.